Thưa quý vị và các bạn, trái tim của người chiến sĩ cộng sản chân chính ấy đã ngừng đập. Thế nhưng, trong trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam vẫn luôn vẹn nguyên hình ảnh của vị Tổng Bí thư giản dị, khiêm nhường, một nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ trẻ noi theo. Với những người làm trong ngành giáo dục, càng ghi dấu hơn về sự đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành. Những ngày này, mỗi người dân Việt Nam và trên toàn thế giới đều tiếc thương khi nhà lãnh đạo kiệt xuất, người cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Mỗi một việc, hành động đều thể hiện tình cảm biết ơn và tưởng nhớ đến Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại trong tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc về một con người có đạo đức sáng ngời, có trí tuệ uyên thâm, đã hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, đem lại niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng cho nhân dân. Bác ra đi là một mất mát vô cùng to lớn đối với Đảng và dân tộc ta. Đối với bản thân tôi thì luôn luôn lấy cái phẩm chất đạo đức cách mạng và những cái lý luận của đồng chí, của bác làm cái kim chỉ nam cho cái công việc hàng ngày đời thường của tôi. Đảng và Nhà nước ta tiếp tục khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, có vai trò và vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Do đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi sinh thời đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và là người ký ban hành Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong năm 2013. Dù đất nước còn nhiều khó khăn, ngành giáo dục luôn được quan tâm đầu tư. Để công tác giáo dục đổi mới căn bản toàn diện, hiệu quả, cần có cơ chế chính sách, lộ trình đổi mới cụ thể, rõ ràng. Nhìn từ thực tế, Nghị quyết số 29 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự mở đường cho đổi mới giáo dục, thể hiện tầm nhìn cho sự phát triển bền vững và lâu dài của đất nước. Cho tới thời điểm này, rất nhiều nội dung quan trọng vẫn đang là quyết sách mang tính chiến lược. Do vậy, trong bối cảnh mới hiện nay, ngành giáo dục đào tạo cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện cho ngành giáo dục phát triển nhanh hơn. Các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đưa Nghị quyết số 29 vào thực tiễn. Xem đây là kim chỉ nam để đổi mới tư duy trong cách quản lý, thay đổi phương pháp dạy và học, lấy học sinh làm trung tâm, đầu tư trang thiết bị phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là ứng dụng công nghệ số, học tập, giảng dạy. Thực sự là trong lòng tôi dâng lên rất là nhiều cảm xúc tiếc thương, đau buồn trước sự ra đi của người lãnh đạo tài ba kiệt xuất, một nhân cách lớn, tài đức vẹn toàn. Và dẫu biết rằng là sinh lão bệnh tử là cái quy luật sinh tồn, tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mà sự ra đi của Tổng Bí thư kính mến thì đã để lại một cái niềm tiếc thương vô hạn đối với bản thân tôi và người dân Việt Nam. Tổng Bí thư đã để lại một cái dấu ấn cực kỳ quan trọng, đó chính là ban hành cái nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và với cái nghị quyết rất là quan trọng này thì ngành giáo dục cũng đã đưa ra rất là nhiều giải pháp để mà đổi mới từ nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy để đào tạo được một cái thế hệ học sinh toàn diện về kiến thức, về nhân cách. Tổng Bí thư khi đó đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm hạn chế của giáo dục đào tạo và nhấn mạnh. Giáo dục là lĩnh vực rất quan trọng, nhưng cũng rất phong phú đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, các cấp, các ngành, đến toàn xã hội. Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước là trách nhiệm chung, trước hết là nhà trường, gia đình và xã hội, các đoàn thể. Ai cũng phải giáo dục, tự mình giáo dục mình, rèn luyện mình. Người đi giáo dục cũng phải được giáo dục. Với ông Lương Xuân Sơn, đã giảng dạy tại Học viện Lục quân hơn 20 năm, giờ là những cựu giáo chức về hưu, ông cho rằng Nghị quyết 29 do Tổng Bí thư ban hành thực hiện trong ngành giáo dục cơ bản được đánh giá là toàn diện, có nhiều đột phá trong việc chấn hưng nền giáo dục và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam, tác động sâu rộng tới các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Ông Sơn cũng luôn theo sát những đổi thay trong ngành giáo dục và bồi hồi xúc động khi nghe tin
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Cá nhân và cũng như nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân rất là xúc động và cũng có chút bàng hoàng trước cái mất mát rất là lớn đối với Đảng và nhân dân Việt Nam chúng ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhân cách lớn, là người có tâm trong hoạt động Đảng và xây dựng hệ thống chính trị cũng như là vì lợi ích của nhân dân. Lo cho dân, nghĩ về dân và làm cho dân. Dân hiểu, dân tin và củng cố vững chắc vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Là đảng viên thì chúng ta cần phải gương mẫu và thực hiện tốt hơn nữa và tuyên truyền vận động nhân dân càng trong những lúc này để biểu thị lòng biết ơn và kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là những hành động thiết thực trong thời gian tới cũng như là sau này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rời xa, nhưng hình ảnh của Tổng Bí thư luôn ở trong lòng mỗi người dân đất Việt. Một nhà trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc, không ngừng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tổng Bí thư đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân.